Xin chào các bạn, mình là Quang, hiện đang công tác tại Cinex FPT. Chắc các bạn cũng biết trụ sở của chúng mình đặt tại tòa nhà Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Mới đây, sau 4 tháng cải tạo, chúng mình cũng đã tiếp nhận một văn phòng mới hoàn toàn sạch, đẹp, sáng, chuyên nghiệp và tối ưu về diện tích sử dụng. Hãy cùng mình làm một tour để xem chúng mình đã thay đổi như thế nào nhé. Nghe đồn công ty phân phối tỷ đô mới đổi văn phòng. Không biết là đổi cái gì nhưng mà máy xe thì vẫn cũ. Ủa? Máy cũ luôn đâu ạ. Ủa là sao vậy? Không, một Cinex FPT thay đổi từ bên trong với văn phòng mới cực đẹp và sáng. Ta-da! Acer đèn LED rất to và sáng luôn. Wow, sáng chưa? Mọi người làm việc vội, em xin lỗi nhá. Còn rất nhiều đèn LED ở đây các bạn ơi. Sáng chưa? Sáng đấy, nhưng mà đến buổi trưa 12 giờ vẫn phải tắt đèn để tiết kiệm điện nhá. Năm 2022 rồi, các bạn cắm điện ở văn phòng kiểu gì? Chui xuống gầm bàn à? Nope. Hay cắm trên mặt bàn? Cinex FPT chúng tôi không làm thế, chúng tôi cắm ở trong mặt bàn. Cực gọn luôn. Một bàn làm việc sạch sẽ là điều ai cũng mong muốn, bởi vì chúng tôi không để đồ trên mặt bàn. Dưới gầm bàn cũng không có luôn. Ok. Chúng tôi có tủ đựng đồ. Để tiết kiệm không gian thì Cinex FPT đã làm cả bàn xếp ngang lẫn cả bàn xếp dọc. Và có các phòng làm việc quay kính trong góc, tận dụng 100% không gian. Chúng tôi có cây ở đây, cả cây ở đây nữa. Và cả cây ở trên nóc tủ đồ. Con phòng gì mà nhiều cây thế? Tủ lạnh là bằng với cây xanh, thế nên là chúng tôi có ngay một cái tủ lạnh đầy áp đồ cellophane, xoa dịu mọi cơn đói khi chạy số. Hiện tại là 17:30, kết thúc một ngày làm việc của mình tại tòa nhà Zodiac. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng trải nghiệm tòa nhà Zodiac cùng với văn phòng mới của chúng mình. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại ở phần bình luận một comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.